chào các bác nhé. Trong video này em sẽ hướng dẫn cách cài đặt chọn xe cho iCan V3. Bản iCan V3 này là bản can bus dành cho cam AnyView V4 và cam AnyView S3. Cách cài đặt là giống nhau. Trước tiên ta sẽ kết nối vào máy tính. Sau khi kết nối vào máy tính, ta sẽ mở phần mềm iCan. Đây là phần mềm iCan. Điều đầu tiên là chọn cổng COM. Để biết cổng COM đã kết nối vào máy tính là cổng nào, chuột phải vào My Computer này, chọn Manager này. Đây vào cái mục Device Manager. Sau đó vào mục Port. Ở đây cái USB này nó kết nối là cái USB Serial CH340 tương ứng với cổng COM số 4. Đấy, cổng COM số 4 nhé. Chỗ này ta sẽ chọn cổng COM số 4. Tốc độ ta không thay đổi gì cả, để 38400. Bây giờ giả dụ em cần chọn cho con for B-Turbo năm 2020, ta chọn for. Đang dơ 2011 đến 2020, đây con B-Turbo đây. Sau đó là ấn lưu. Ấn lưu thì cái loa này nó sẽ kêu bíp một cái là nó nhận rồi. Đấy, bao giờ nó kêu bíp một cái thì có nghĩa là đã được. Tương tự, ví dụ như muốn chọn là xe Hyundai Santa Fe. Hyundai chọn Santa Fe đời 2020 đi. Ở đây tùy biến, không dùng biến. Có một số xe mới dùng biến, tùy biến thôi. Lưu. Đấy, nó kêu đến bíp một cái như thế là xong rồi. Đã có thể ngắt kết nối ra và lắp trên xe.